anh chúc đại diện nhận. Những anh chị nào nhận giúp vui lòng về đưa cho đồng đội nha, tránh thất thoát nha các anh chị. Anh Trúc ơi, xích qua bên em chút xíu để chụp hình. Rồi, được rồi. Xích qua. Anh Thắng ơi, qua trễ anh Thắng ơi. Rồi. Rồi, cười tươi chụp hình nào. Xong chưa em? Rồi xin mời. Và đợt cuối cùng, hành chính nhân sự, bếp căng tin và Mr. Nguyên kiểm soát nội bộ, Lãng Trương lên sân khấu. Đợt cuối. Ơi. Mấy anh em đang ở lại đây được lì xì thêm 20k nữa. Chứ giỡn á, chị Giang cần mấy anh em mình lì xì lên chụp một triệu ảnh cho nó ngộ nghỉnh thôi, không giỡn như đây đủ rồi. Rồi mời các anh chị còn đang ở đây di chuyển qua cánh gà nữa. Ê bạn ơi, chứ chị cảnh quan môi trường, đứng lại. Đứng đó, chờ em chút xíu. Mấy anh chị ơi, lên hết trên này giùm em ạ. Qua góc này giùm em nha, lên. Khẩn trương, cầm theo phong bì. Ai có phong bì, cầm theo phong bì, khẩn trương qua góc bên này, nhanh lên. Rồi mấy anh chị chữ một phần lên luôn. Lên hết. Tập trung bên này, rồi nhóm một tập trung bên này, qua bên này giùm. Chia qua hai bên này, tổ lái HK qua bên này giùm em ạ. Đừng đi trước camera. Rồi, đây là lượt cuối cùng rồi đó. Rồi, chụp tấm hình kỷ niệm nha. Kén tấm. Tấm cuối đó. Rồi, đứng này. Lên. Cầm theo bóng bì. Cho mình bá đạo coi. Hết rồi, lùa hết rồi, là lên chỗ nào rồi. Một nhóm mình sẽ đứng dưới đây. Mấy nam đâu xuống đây đứng với em nào. Mấy nam.